Rồi chào cô gái. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Dạ em xin chào chị Ngọc Lan. Em xin chào anh Quyền Linh và chào bạn nam bên kia. Chào em. Em tên là Ngô Yến Linh, sinh năm 1992, hiện sinh sống và làm việc tại quận Bình Tân. Linh làm gì Linh? Dạ hiện em đang làm giáo viên tiểu học ạ. Ở Bình Tân là bạn sống với ai? Dạ em sống với ba mẹ. Mời em trai. Dạ xin chào MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Chào với mọi người và mọi người bên kia. Mình tên là Nguyễn Hữu Toàn, 29 tuổi. Hiện đang làm là lập trình viên, đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Ở quận mấy? Dạ quận Bình Thạnh. Và mình sống ở thành phố với ai Toàn? Dạ hiện tại đang sống với ba mẹ. Bây giờ xin mời nhà gái cho mình biết ưu điểm, khuyết điểm đi. Dạ ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, trung thực, biết quan tâm gia đình. Khuyết điểm của em là hơi thẳng thắn, ví dụ như trong công việc thì em thích là em nói thích, còn không thích là em nói thẳng là em không thích. Thôi. Đó là cũng là một cái khuyết điểm cho nên là em đang sửa. Ví dụ giờ em về nhà chồng mà em không thích nhà chồng, không thích dạ không, bà nhà chồng. Cái đó là giống như là em đang nói về cái tính chất công việc, còn ví dụ như về gia đình thì em rất là yêu thương và quan tâm. Còn ví dụ như giờ mình gặp khách hàng mình cũng nói thẳng vậy luôn hả? Có những tính chất công việc thì mình không thể nói thẳng được, mình như mình phải nói chuyện nhẹ nhàng để phụ huynh có thể lắng nghe và hiểu được cái quá trình công việc đó như vậy, chứ không phải là mình không thích mà mình cũng giả lả là thích cho qua là không có. Thực ra cái đó cũng không phải là khuyết điểm đâu, nhưng mà có điều là mình phải lựa lời cái thời điểm để mà mình nói á, thì nó sẽ trang hòa hơn. Cô gái của chúng tôi rất là dễ thương nha mọi người ơi. Mời nhà trai, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Dạ ưu điểm của em thì là hay quan tâm đến mọi người. Dạ, luôn luôn lắng nghe và chia sẻ. Chia sẻ nhiều không? Dạ cũng tùy. Hình như Toàn ít nói đúng không? Dạ đúng rồi, đó là khuyết điểm của em là ít nói. Dạ. Lập trình viên thì thường là ngồi ở trong phòng nhiều, ít có giao tiếp, ngại giao tiếp đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Nhưng mà có thẳng tính không? Dạ không có. Giống như cô bên kia không? Thích là nói thích, không thích là nói không thích. Dạ đúng rồi ạ. Cũng vậy luôn á hả? Dạ. Hai người thì hợp tính nhau nè. Thẳng thắn chia sẻ với nhau cũng dễ lắm. Đường tình duyên nhà gái sao? Dạ em được một mối tình ạ. Mối tình đó lâu không vậy em? Dạ mối tình đó là năm 2014, là như em mới ra trường. Quen được khoảng một năm thì như là quan điểm không hợp cho nên là em dừng lại. Rồi còn nhà trai nào? Em thì trải qua được hai mối tình. Dạ mối tình đầu thì cũng nhanh, chắc tầm được 3 tuần. Mối tình đầu thì cũng nhanh, chắc tầm được 3 tuần. Dạ, tại lúc đó cũng chưa có kinh nghiệm. Chưa kinh nghiệm không? Dạ, chưa nghiệm gì hết, còn bỡ ngỡ thì cũng nhanh tàn. Dạ. Còn mối tình thứ hai thì cũng tìm hiểu, cũng rút được nhiều kinh nghiệm. Dạ thì cũng được khoảng 6 tháng. Dạ. Vậy cũng chưa có gì sâu đậm hết á. Dạ đúng rồi. Nói chung là hai bên cũng mới có chớm yêu thôi. Bây giờ mình nói cho nhà gái biết đi, mình muốn tìm một người vợ tương lai đó như thế nào? Dạ. Em thì có hình mẫu lý tưởng là chị Mi Du. Em thì có hình mẫu lý tưởng là chị Mi Du. Tại vì ở trước em đi học á, đi ngang qua thấy chị ở ngoài công viên, thấy chị cười á, tự nhiên trong đầu em luôn. Thấy chị cười á, tự nhiên trong đầu em luôn. Trời. Dạ giống như cái nụ cười mà tỏa sáng á. Nụ cười tỏa sáng. Dạ. Nhìn cô kia cười coi có. Được không? Nhìn xong không ý kiến hay coi gì được luôn. Cơ cỡ. Dạ giống như chị vậy á. À vậy hả? Dạ. À. Đó là cười tươi á. Người đàn ông chúng tôi chỉ cần nụ cười thôi là chúng tôi nhớ cả đời đó. Để tôi qua tôi coi nụ cười bên kia coi sao nha. Dạ em chào anh Quyền Linh. À chào em. Nụ cười ấn tượng lan tỏa ha. Dạ. Nãy giờ nhà trai đưa ra cái yêu cầu đó thì nhà gái cảm giác mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? 80%. 80%. Dạ. Còn yêu cầu của em tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em cần tìm một người chín chắn, trưởng thành và một người biết quan tâm gia đình giống anh Nguyễn Linh. Một người biết quan tâm gia đình giống anh Nguyễn Linh. Bên kia Mi Du, bên đây Quyền Linh. Toàn là những nhân vật xuất chúng không hả? Đâu ra xuất chúng. Em đi với ai em gái? Dạ em đi với mẹ và các cô đồng nghiệp. Có mẹ theo hả? Dạ. Có mẹ theo là được rồi. Mẹ có ý kiến rồi sao? Dạ trước hết thì chào hai MC xinh đẹp, chào bên nhà trai, chào tất cả quý vị khán giả. Thì đối với bé Linh ở nhà thì rất là chịu thương chịu khó mà rất là thương gia đình. Bạn trai bên đây thì cô cũng thấy con rất là được. Thì hai đứa đến đây thì cũng là có một cái duyên. Thì hai đứa cho nhau một cơ hội để tìm hiểu với nhau. Nếu tìm hiểu được thì nhà gái cho nhà trai bước tới sớm không? Sớm, tụi con cũng lớn tuổi hết rồi. Cảm ơn nhà gái.
Rồi nhà trai đi với ai nè? Dạ hôm nay mình đi với bố à. À hay quá. Xui gia có đủ. Hả à, chào chú. Dạ xin chào hai MC duyên dáng và dễ thương. Dạ cảm ơn chú. Ngày hôm nay hai đứa lên đây cũng là một cái duyên. Nhưng mà hai con nên nhớ rằng đây không phải là game show. Đây là một chương trình thực tế. Chúng ta lựa chọn thì chúng ta phải có cái trách nhiệm của mình đối với cái sự lựa chọn của mình. Có bên đàn gái đã ủng hộ rồi thì bên đàn trai cũng là nhất trí tiến hành cái hôn nhân cho hai đứa để mà chúng ta lập thành một cái tế bào nhỏ của xã hội. Xin ơn. Hay quá. Trời ơi. Chú nói là tụi con xúc động quá. Thật ra chú nói rất đúng, nhiều người cũng nói như vậy. Đây phải là một game show. Lên đây để cảm nhận về nhau, để hiểu nhau mà rút ngắn cái con đường tìm hiểu lại với nhau, rồi cưới nhau sớm để lo chuyện an bề gia thất, chứ không phải game show lên đây để chơi vui. Cảm ơn chú rất nhiều ạ. Dạ. Bây giờ thì hai bên đã có ý rồi, thôi mở rào đúng để rồi. Con hai đứa tìm hiểu sao nha. Mở rào. Trai đẹp lắm nha. Bắt đầu đi Toàn. Mạnh dạn lên. Dạ, gửi cho em quà. Dạ, em chào, cảm ơn anh. Hôm nay em đến đây thì em cũng có món quà để tặng anh ạ. Cây này gọi là cây hạnh phúc. Và khi em mua món quà này thì em cũng với một hy vọng là nếu chúng ta cho nhau cơ hội thì mối quan hệ lúc đầu có thể là nó chưa đủ lớn, nhưng mà sau quá trình mình chăm sóc thì nó sẽ phát triển theo từng ngày. Như ý nghĩa của cây như vậy. Yeah. Bây giờ nhà gái á, là có viết một lá thơ thì cũng chưa biết được là mình sẽ đọc bây giờ hay là đọc sau khi bấm nút. Nhưng mà thôi chị Lan nghĩ là để đi, sau khi bấm nút xong rồi đọc. Dạ. Yeah. Ha. Dạ. Yeah. Trai cũng có thư nữa hả? Dạ không có. Trời ơi hai bạn này. Yeah. Hay mình đọc xong mình bấm nút luôn được. Chứ thấy hợp nhau quá. Trời ưng. Đó, bây giờ nè. Hai bạn cảm nhận về nhau coi như thế nào? Ở đó giờ chưa bao giờ gặp đó. À, chào Linh. Dạ, chào anh. Anh thấy em thì rất là giống với Miu. Dạ, cảm ơn anh. Nhưng là đủ cười á. Dạ. Thì em thấy anh như thế nào? Dạ, em thấy anh rất là giống chú Quyền Linh. Dạ. Nó đẹp trai hơn tôi đó. Dạ, cũng thấy rất là hợp. Dạ. Quan điểm của anh về tình yêu mà hôn nhân như thế nào? Quan điểm của anh về tình yêu á thì hai bên là phải tôn trọng nhau. Yeah. Rồi thấu hiểu nhau. Yeah. Tin tưởng lẫn nhau nữa. Yeah. Về quan điểm của em thì trong một mối quan hệ thì quan trọng nhất là phải chung thủy, mình phải biết quan tâm và chia sẻ lẫn nhau, và cái việc quan tâm và chia sẻ này là phải xuất phát từ cả hai thì cái mối quan hệ nó mới bền vững được. À đúng rồi. Hẹn hò sao đó? Tuần mấy lần gì mình bàn trước đi Toàn? Em làm giáo viên đúng không ạ? Dạ em làm giáo viên. Thì thời gian nào mình phù hợp để mình hẹn hò không ạ? Em làm giáo viên thì em sẽ đi dạy từ sáng đến chiều ở trong trường, thì khoảng em sẽ rảnh vào cái khoảng thời gian vào buổi tối. Buổi tối. Dạ, hoặc thứ bảy chủ nhật. Dạ. Thì đó là tùy vào sắp xếp công việc của anh, thì có thể chắc có anh có thể là bận hơn em. Ví dụ như anh rảnh thời gian nào thì mình cứ sắp xếp công việc với nhau là thuận lợi cho cả hai là được. Hai đứa về có kiểm soát điện thoại nhau không, nói luôn đi. Anh thì theo kiểu như là tự do, nên là cũng với một cái khoảng tự do của mình, đúng là không có kiểm soát được. Giống như nãy em nói là trong một mối quan hệ quan trọng như là sự chung thủy. Chung thủy thì mình sẽ tin tưởng nữa nha, chứ không cần kiểm soát. Nhiều khi em kiểm soát thì anh muốn cũng em cũng không làm được gì được. Dạ. Giờ điện thoại không kiểm soát, là tiền có kiểm soát không? Quan trọng cái chỗ đó. Ai giữ cũng được, miễn gia đình hạnh phúc là được. Dạ. Mình giữ đi, nhà gái giữ. Nhà gái giữ đi cưng. Dạ, em giữ. Ừ, đó. Giờ nhà trai đồng ý không? Dạ. Nếu mình lấy về á thì sẽ có một khoản chung, mỗi người có một khoản riêng nữa. Khoản riêng là cỡ nhiêu? Ví dụ giờ em làm lương tháng 10 triệu thì khoản chung nhiêu, khoản riêng nhiêu? Dạ, khoản riêng thì chắc tầm 1-2 triệu thôi. 500 thôi. Trời ơi, ít vậy. Mà kéo bỏ. Cái đó để dành để mình tổ chức những cái đặc biệt nữa. Đúng rồi. Nó nói đúng á, giờ tụi trẻ nó hay lắm. Thôi. Nó có một cái tài khoản chung á, ví dụ làm lương 10 triệu á, bỏ vô tài khoản chung là 7 triệu, rồi 3 triệu bỏ túi. Nhiều quá. Vợ chồng nhau kêu cũng kêu cho gia đình. 30 được không Linh? Dạ được. Được thấy chưa? Cái đó là tôi thấy được rồi. Tôi nói đây. Đó, hai gia đình coi nhìn hai đứa nó hợp không? Hai đứa nhìn thẳng với nhau đi. Nếu như mình lấy nhau đó, mình sẽ làm gì trong gia đình,
mình đưa ra một bức tranh thử xem. Những lúc mà em bận hay mệt gì đó thì anh sẽ lo được hết, việc nhà, nấu cơm hay gì đó. Dạ, nếu như mình đã thành gia đình nhỏ của nhau á, thì tất nhiên em sẽ quan tâm và chia sẻ những lúc anh mệt mỏi, chứ không phải là mình cấu gắt hay mình cằn nhằn. Để khi mà mình về nhà thì mình sẽ là một cái mái ấm. Dạ. Đối với gia đình nhà chồng, đối với gia đình nhà vợ thì mình sẽ quan tâm thế nào, trao đổi nhau đi. Cái chuyện này nó cũng nhạy cảm, mai mốt về sao em lo gia đình em hoài vậy, rồi sao anh lo gia đình anh hoài vậy, là cũng mệt mỏi lắm đó. Trao đổi trước đi hai đứa. Em là chị thứ mấy gia đình? Dạ em chị hai. Chị hai. Dạ. Anh thì út trong gia đình nên là cũng phải chăm sóc cho ba mẹ. Dạ. Em có làm dâu được không? Dạ được ạ. Cái việc mà làm dâu thì không vấn đề, tại vì em nghĩ là mẹ nào thì cũng là mẹ, hoặc là gia đình hai bên đều như nhau. Nhưng em có chia sẻ là em rất là yêu thương gia đình của mình. Và cứ nghĩ là gia đình thì gia đình nào cũng vậy, mình cũng sẽ yêu thương bằng tất cả tấm lòng. Nhà trai hát một bài cho nhà gái nghe để tăng thêm cảm xúc nè. Hát một đoạn thôi, của bài Nhỏ ơi. Dạ. Hôm nay ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay, ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bao nhỏ chưa yêu, ừ thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi. Dạ. Em đọc thơ được không chị? Được, đọc đi. Đọc thơ, đọc thơ. Chẳng biết ta quen từ kiếp nào, định mệnh khéo sắp khéo đùa nhau, tìm nhau giữa bể người 8 tỷ, gặp nhau nơi bạn muốn hẹn hò. Ta gọi yêu thương, hỡi yêu thương, một nửa đời ta thật vô thường, một nửa đời ta, ta có bạn, mảnh ghép đời bạn, bạn có ta. Dạ đây ạ. À. Dạ. Đọc đi anh. Trên trời có vạn vì sao, hôm nay em gặp ngôi sao lòng mình, giận mình chẳng biết tỏ tình, nói cho em hiểu ngàn lời yêu thương. Trái đất có 4 đại dương, hạnh phúc là cạnh người thương một đời. Em đừng ngần ngại, nhận lời, bấm chuông nhấn nút, cả đời anh lo. Bấm chuông nhấn nút, cả đời anh lo. Rồi, về chỗ ngồi thôi. Giới trẻ bây giờ tỏ tình bằng thơ không? Hôm nay, Linh và Toàn đã có dịp trao đổi với nhau, đã có duyên để gặp nhau. Chúng ta đang đối diện với hàng triệu người đang theo dõi chương trình, đứng trước mặt ba mẹ của hai bên. Mình đưa ra quyết định phải chính xác. Khi ta đưa ra quyết định, chúng ta phải có trách nhiệm với quyết định của mình. Ở đây không phải là bấm nút rồi uống cà phê rồi thôi. Mở những chiếc ghế của các bạn, bây giờ đã có rất nhiều người đã an bề gia thất rồi. Chính cái nút bấm đó đã có biết bao nhiêu tiếng khóc trẻ thơ đã chào đời rồi. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau, nắm tay như thế nào? Đẹp quá. Đẹp đôi hôn ông xui bà xui. Hôm nay gia đình hai bên đã có rồi ha. Mình hỗ trợ cho hai đứa trẻ nó có nhiều điều kiện gặp nhau, để nó yêu nhau, để tình yêu nó lớn lên. Rồi cái gì đến chắc chắn nó sẽ đến ha. Con cái hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc. Và chúng tôi cũng rất hạnh phúc khi hôm nay các bạn bấm nút với nhau. Trai hiền, dâu thảo, cố gắng yêu thương nhau hết lòng nha. Thật lòng với nhau đi suốt một cuộc đời luôn nhé mấy em. Chúc các em hạnh phúc. Dạ, dạ. Cảm ơn. Thủ tục đầu tiên. Mấy chân đó, bắt cho liền thấy chưa? Dạ, em xin phép rồi. Dạ. Nào, nhẹ nhàng thôi, để y nguyên. Chưa? Nhắc về bản thân mình nhé. Dạ. Dạ. Nói trong đây sao vậy thôi? Cầm cái đưa mồm thôi. Dạ. Mình sẽ trong cái CV được. Sinh năm 1989, 31 tháng 1 1989. Thì nhà là cư ngụ tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung quê quán từ đó giờ là quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Nay 33 tuổi. Lúc trước thì mình đã kinh qua các đi làm, thì nói chung là mình đó giờ là cơ quan chính nhà nước.
Nói chung là từng là cán bộ đoàn cho nên là cũng năng nổ nhiệt tình, lớn luôn là cũng có khả năng tự tin giao tiếp để nói trước năm đầu, nhưng có việc quay rồi nên trường hợp là chưa có quay. Dạ. Về hiện tại thì chắc giới thiệu thêm trình độ á, mình cũng là thạc sĩ về kỹ thuật của ngành môi trường. Còn về sở thích thì nói chung là mình thích thì thứ nhất là thích đi du lịch, mà gọi như là bụi á, nói chung là cái hướng là về khám phá. Cái thứ hai là môn thể thao thì thích bắn súng hơn, chơi môn bắn súng của bắn đạn thật á. Chứ tôi đang bơi và đạn thành hồ mà không thích chơi lắm, nói chung là cũng là lạ. Dạ. Còn về quan điểm trong cuộc sống thì thứ nhất là sống thì mình phải, thứ nhất là mình có trách nhiệm với bản thân. Cái thứ hai nữa là mình cũng phải có trung thực cả trong công việc cũng như là trong cái đời sống công việc này, cá nhân của mình đó, cũng phải đòi hỏi sự trung thực và nó có trách nhiệm. Dạ. Cho nên cái yêu cầu đó cho nên là hỏi một cái khi một người bạn á mà mình muốn kết thì cũng phải đầy đủ hội tụ được cái vấn đề đó. Dạ. Sơ bộ là như vậy. Chị đã trải qua hai mối tình này. Chị dạ. Kể sơ qua về hai mối tình đúng không? Chị đã trải qua hai mối tình như thế nào ạ? Dạ, một mối tình đầu là thời đại học. Dạ, thời đại học cái này khoảng 7-8 năm, từ đại học đến thạc sĩ luôn. Dạ, sau khi làm thì khi mối tình thứ hai thì cũng khoảng 5-6 năm nữa. Và trong thời gian từ, nói chung là kết thúc rồi, nhưng mà trong cái thời gian đó thì cũng có một số đối tượng để tìm hiểu. Cho nên ra là người ta thích mình, nhưng mà mình không thích người ta. Cái mối tình đầu tiên từ đại học tới thạc sĩ sao chia tay ạ? Vì cái quan điểm, cái sống á, nó không phù hợp. Tại vì hai người làm môi trường khác nhau, một người làm một tư nhân, một người thì làm cơ quan hành chính nhà nước. Cho nên là cái tư tưởng, cái quan điểm nó khác nhau. Cho nên là không thấy nó không phù hợp. Dạ. Còn mối tình thứ hai là... Cái này là làm bên trong cũng cái anh này trong cơ quan hành chính nhà nước nè. Anh trong cơ quan? Dạ. Cũng được 5-6 năm nữa, là lại không tới được hả? Dạ. Tại sao nữa ạ? Khi thấy mà cũng do là khi tiếp xúc nhiều thì mình lại thấy là không phù hợp. Nhưng mà luôn lòng hướng ngoại nhiều quá, tôi đã hướng ngoại nhiều quá. Mình lại thích là cái mình lo về gia đình nhiều hơn. Còn cái gặp này thì lo cái chuyện công việc nhiều hơn, rất quan trọng đối với gia đình. Không phù hợp đúng không? Dạ. Xong rồi chị đã độc thân bao nhiêu lâu rồi? Trong đó là một số đối tượng thì cũng hang theo nhưng mà không phù hợp, tại thấy cảm đó là như lưu bạc cũng hơi nhậu nhiều quá, với lại mình không có hợp nhãn của mình. Chị có yêu cầu về bạn trai như thế nào? Dạ có. Thứ nhất là thì theo cách thức của mình nha, là một số bạn bè mình phải phản hồi mình đó thì nhãn của mình là cái người mà cũng hơi khó tính một chút, tức nghĩa là mọi thứ gì phải cầu toàn, cho nên là mình cũng muốn gặp bạn trai của mình thì cũng phải có, thứ nhất là về chỉnh chu, tức nghĩa là cao hơn mình cả cái bóng của người ta, có vấn đề là chiều cao hơn nó nữa, cái thứ hai là về trình độ, cách nào chiều cao, cao khoảng mấy mấy trở lên, bao nhiêu nào, nói chung là 6 mấy trở lên là 7, 6 mấy trở lên, còn đây bao nhiêu nữa, còn cái về trình độ nữa. Trình độ thì cũng phải tương đương hoặc là trở lên.
Vâng, chị nói là chị là nhân viên nhà nước, hành chính nhà nước đúng không? Dạ đúng rồi. Trình độ tương đương rồi. Nhưng mà cái cách suy nghĩ thì nó phải có đây, nó phải chính chắn. Rồi, cách suy nghĩ chính chắn. Dạ, dạ. Dạ rồi. Nếu mà được á, thì nếu mà trong quân đội thì càng tốt. Tại vì thấy cái quân đội á, mình tiếp xúc một số đó mà, nhưng mà quân đội thấy cái nề nếp á, nhưng lại cái khả năng tự lập ngoài nam mà biết nấu cơm, biết làm mọi thứ gì đó. Còn điểm gì đó không? Được, tại vì hồi xưa mình còn có cái chỉ tiêu hơi cao, còn chờ, nói chung là mình cũng... Nếu mà không phải trong quân đội... Ngoài cũng được. Mình chỉ nói là nếu như được, còn không được thì thôi. Bên ngoài cũng được. Nhưng mà quan trọng là suy nghĩ chính chắn. Suy nghĩ chính chắn. Dạ. Thì mới tương đồng mới nói chuyện được. Chứ không tương đồng không nói chuyện được. Lát là mỗi người đi ngớ luôn. Điều gì chị không thích ở đàn ông? Giống như chị khi nói, thứ nhất là về gia trưởng. Cái thứ hai là mình phải có cái đồ hậu sĩ trung thủy và xác định lập trường rõ ràng. Thứ hai là nói chung là đàn ông đừng có gì phụ thuộc cái gì cũng ba mẹ. Họ ra hỏi ý kiến mà thấy để hỏi mẹ, để hỏi ba. Ở cái đó là mình không thích vấn đề đó. Thì lớn là cũng phải có cái khả năng tự lập. Quan điểm của mình là mình không thích làm dâu. Thế thôi đúng không ạ? Dạ dạ. Về có yêu cầu đặc biệt gì về ngoại hình không? Không thích này kia thôi. Nói chung là ngoại hình thì mình cũng nói chung là mình thấy mình cũng không phải quá đẹp. Mình cũng không đổi hỏi hỏi người ta là quá đẹp. Quan trọng là ưa nhìn. Và quan trọng hơn nữa là mình cảm thấy cái người đó hợp nhãn với mình. Ai thì cũng phải có cái gu đó. Ví dụ như có người đó đẹp nhưng không phải cái gu của mình thì mình cũng không thích. Dạ, ví dụ như vậy. Dạ. Chị muốn bạn trai ở đâu? Vị trí địa lý như thế nào? Chung là làm tại thành phố Hồ Chí Minh là được, còn quê quán đó thì cái đó là mình không hỏi. Tại nhà mình ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình cũng không khả năng mà đi tỉnh được. Rồi, không rồi. Rồi, ok em cảm ơn chị nhé. Nếu ghép cảnh mà có bà hồ sơ là phù hợp thì bên chương trình sẽ liên hệ thông báo với chị thằng làm một đúng với chị kia không? Dạ. Rồi, ok. Rồi. Em chào anh. Em tên là anh. Năm nay em 29 tuổi. Nó lớn lên nè, chị nói nhỏ xíu gì mà còn vang vậy hả? Thì em thấy nó lớn hơn nam mà. Tên là Lý Đức Thanh, năm nay 29 tuổi, đến từ Bình Phước, hiện đang độc thân. Là hôm nay mình từ Bình Phước mình xuống luôn hả? Đúng rồi, tám giờ sáng. Ồ, ok. Đi đường. Là đi xe máy hả Thanh? Đi xe máy. Ờ. Đi xe máy từ Bình Phước Cái gì? Em ở huyện gì? Em ở Đồng Phú. Đồng Phú. Vâng. Là xa. Cách đây 100 cây á. Ờ. Nếu mà đi tìm đường nó sẽ hơn 100 cây. Bình Đồng Phú là qua Bình Long không ạ? Bình Long bên kia. À là em ở khúc ở bên đây. Đi về đường từ Đồng Xoài. Ừ, Đồng Xoài đi lên. Rồi. Ok, rồi em giới thiệu về bản thân em ha. Em nghề nghiệp em là cái gì? Em là kỹ sư cơ khí. Ờ, kỹ sư cơ khí. Em hiện tại đang làm công ty gì? Em làm công ty tại nhà. À. Mở xưởng riêng. À, mở xưởng riêng tại nhà. Mình chuyên về làm cái gì em? Em chuyên về tự thay bào. Tự thay bào làm nhôm. Nhôm nhôm đúc. Rồi, có công việc, cũng có ngoại hình. Ở trên Bình Phước không có ai sao mà đi xuống đây tham gia chương trình? Phải không, tại vì công việc em thì làm mình. Tiếp em thường em làm mình. Thì công việc nó cũng không có tiếp xúc nhiều người á. Với lại, 10 năm rồi có nhiều cái chuyện không được thành công là em cũng buồn. Không được thành công trong công việc đó hả? Đúng rồi.
Là do gặp cái gì, dịch hay sao? Vừa dịch lại vừa nó vừa cái buồn trong cuộc sống cả. Nên là rất là buồn. Giá Bình Phước quá trời luôn, sao không tìm rồi đi xuống tới tận đây nè. Kể nghe coi mấy thằng mối tình rồi. Em thì một người đơn phương từ hồi học sinh học rồi. Đến lúc học đại học thì có quen một người là học chung cái hoạt động của nhóm. Em có quen được 2 năm nhưng mà do là do em sai. Do bỏ đi ra quán là em sai. Nhận ra mình sai là được rồi đó. Em nhận sai nhưng mà em cũng có nhận lỗi, mình cũng kêu là thôi mình tha thứ cho mình để mình quay lại, nhưng mà thì vẫn đã đi quá xa rồi. Rồi, mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai là 4 năm rưỡi. Rồi sao đây? Sao 4 năm rưỡi rồi? 4 năm rưỡi là mối tình này là em có kinh nghiệm từ mối tình trước. Là quan tâm, là chăm sóc, là chia sẻ. Rồi sao chia tay đây? Thì do các bạn đó thôi. Em không biết tại sao luôn. Em không phải nói tại sao mình thấy mình là không còn em không biết nói tại sao, nhưng mà ý là bạn gái như thế nào? Trong bình dịch xong, từ dịch năm ngoái xong, thế đến tháng 9 thì bạn ấy tự nhiên không nhắn tin cho em nữa. Em hồi xưa em ở ngoài xưởng ở Bình Dương, sau đó chuyển Bình Phước một thời gian, thì sau một thời gian đó là em bạn đó ở đâu? Ở Bình Dương làm. Vậy là yêu xa đúng không? Yêu xa nhưng mà em vẫn lên bình thường, tại vì cho là dịch đấy em không lên được, nhưng mà em vẫn nghe đạo cũng gọi điện qua Zalo, nhắn tin rồi cũng ấy, không có sai một tí gì cả, không có lầm lỗi với bạn đấy một tí gì cả. Em ráng mình là một người tốt rồi, nhưng mà các cậu không được cái gì hết. Em không biết tại sao lại chia tay. Giờ không biết lý do nhưng mà có lên gặp bạn không? Em có lên nhưng mà bạn ấy trốn á. Bạn ấy muốn gặp á, rồi nhắn tin thì bạn nói là chuyện chia tay không lý do. Em không biết tại sao, em rất buồn. Em cũng lên chỉ biết khóc thôi. Với em hụt thẫn á, vừa công việc vừa không được làm được, vừa chia tay bạn gái á, em rớt vào cái tình trạng thất vọng á. Giống như là em không muốn làm gì có sâu không? Sau bỏ bê người khác xong rồi mình muốn lấy lại, chuộc lỗi lại, là mình lại đặt trên một cái người khác nhưng mà không được bị nhận đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Gieo chi rồi gặp nè. Thấy chứ hả? Coi như không có duyên đi em. Với lại em đã cố liên kéo. Mình đưa video xem. Nói chung là chị nói rồi, coi như không có duyên đi, hoặc là ví dụ duyên tới đó thì hai bạn không có, bạn có thể nha, chị nói thì khiến em bây giờ không biết có buồn nữa hay không. Nhưng mà chị nói thật, ví dụ như bạn gái lúc đó là có người quan tâm ở dưới Bình Dương thì kia thì sao, đúng không? Thì mong là bạn hạnh phúc đi, chứ mà bây giờ em cứ buồn sao có vấn đề. Em hơi bị hận Bình. Sao hận Bình? Mình tự nhiên mình chuyển về nhà mình làm thì chắc là sao nói không tí là chị chỉ nói đây rồi. À, cho suy nghĩ là không có duyên nữa đi. Đến hiện tại có hận không? Bây giờ thì bình thường rồi, bây giờ mà lúc đó là hận. Giận bạn đó nhiều lắm. Nhưng mà sau khoảng 6 tháng vẫn chưa quen được mà. 6 tháng rồi vẫn chưa quen được. Đã mấy năm trời là còn chưa quen được nữa rồi. Ông mới có 6 tháng rồi quên. Chứ 6 tháng trời đúng không? Giống như là mới ngày hôm qua vậy. Giống như ngày hôm qua vậy. Giống như vậy. Rồi, chia tay bạn nó tới nay là bao nhiêu mấy tháng hả? Từ tháng 9 năm ngoái. Chưa tới 50. Cho là gần 1 năm. 9 tháng trời, rồi có quen ai không? Em bất đợi chờ. Rồi giờ có đợi đó không? Đợi lên đây chi? Chứ khổ quá.
thời nào không đợi nữa? Chắc cũng từ 2 năm trước. 2 năm trước là quyết định là không đợi nữa. Dạ. Rồi ok, quyết tâm nha. Quyết tâm mình không dạy bò bản thân mình cả. Ừ, rồi. Cho chị biết ưu điểm nhược điểm của em với lại mẫu người yêu của em mong muốn là gì? Ưu điểm của em là sẽ sáng tạo. Ừ, sáng tạo gì? Em thường sáng tạo mấy cái máy móc của mẹ. Ừ. Em hay nhiều khi thất bại nhưng mà em vẫn cố gắng em làm ra được. Ừ. Nhưng đến lúc mà không làm được thì bỏ. Ừ. Rồi, gì nữa? Thích chơi thể thao. Ừ. Chơi bóng chuyền. Chơi bia. Nói gì nữa không? Biết thích hát và nấu ăn. Rồi hát một xíu đi em. Hát thì em hay quên lời, em bấm lên lại. Ok. Em hát bài Ngày Hạnh Phúc. Ok, rồi hát một khúc cho chị thôi, chị không hát cần hát nhiều đi. Rồi mời em. Thật hạnh phúc, thật ý nghĩa khi thấy em cười. Mỗi lúc bên người, yêu thương như gió với mây. Từng lời nói, từng yêu mãi, yêu đến bất tận. Thật đẹp biết bao, dẫu yêu mong làm sao. Tình yêu đã đến, đánh thức con tim mũ mê. Bao ngày thật bối rối, mỗi khi em yêu hờn dỗi. Và ngày em đến, xua tan màn đêm bằng giấc ưu phiền. Cho tim anh thôi không lẻ loi. Rồi, cảm ơn Thanh. Về nhược điểm của em thì như thế nào Thanh? Em thì rất là dễ nóng nhưng mà rất là dễ nguội. Nóng trong trường hợp nào? Nóng trong trường hợp là em làm không được em hay chần mặt với mình. Hay dập chân dập tay. Dập chân dập tay nhưng mà nóng đúng lúc rồi. Nhưng mà em biết kiểm chế bản thân mình. Có cái nào đánh người chưa? Có nào đập đồ chưa? Cũng muốn đánh lắm nhưng mà em thì cứ vậy. Kiểu em chán nhưng mà em cũng biết kiểm chế bản thân của mình được. Em mà không có nguồn hộ đâu. Rồi mẫu người yêu của em sao? Mẫu em người em là tóc dài. Tóc dài một chút. Ok. Dài trắng một chút. Vừa vừa được không? Vừa cũng được. Alo. Dạ, thôi chờ con xíu con đang. Dạ đúng rồi, để có con đang bận một xíu có gì con gọi lại cho chú nha. Dạ dạ, cảm ơn ạ. Rồi. Mũi cao, lông mày đậm một chút, cười duyên một tí. Ông lông mày đậm rồi, ông còn đòi người ta đậm nữa. Cao khoảng 1m55 đến 1m65 là được. Rồi. Thích Ngọc Trinh với Sam hả? Dạ. Ông ốm vậy hả? Dạ đúng rồi. Ừ. Cực kỳ thích Ngọc Trinh. Mấy bạn đó thấy không? Hay đại gia không không? Tuổi tác thì sao? Tuổi tác thì từ 18 đến 26 rồi. Dự định khi nào em lấy... Em tìm hiểu xong khoảng 6 tháng 1 năm thì là được. 6 tháng 1 năm là ok đúng không? Chưa được đặt tên. Sổ được đặt tên không hay không? Rồi, em có thu nhập hiện tại của em bao nhiêu tháng thành? Hiện tại em là 40 triệu một tháng. Em có nhà riêng hay gì cho nó chưa? Em có một sự riêng mà chưa phải đến em đi thuê thôi. Nhưng mà nhà em hiện tại vẫn là ở trước. Nhà vẫn là tại nhà em là một con trai. Em là trai một nhà hả? Trai một có hai đứa gái. Rồi có vườn tược gì không? Rồi ra rồi. Có vườn cây lau cá. Có lau cá chuồng dại. Là ba mẹ đang làm cái đó. Ba mẹ thì chăn nuôi thôi. Còn em thì đi kinh doanh. Nhưng mà mốt sau này em nghĩ là em về nhà em ở chung với ba mẹ cho bạn làm dâu hay chơi hay là về nhà đi. Nếu mà ở em thì mình sẽ lên xuống mình làm ở không thể ở lại em thì em hay đi về đi lại đi qua lại. Làm lương tháng cao như em thu nhập cao như vậy thì em có mua đất đai gì cho mình Phước chưa? Đất đai cứ cao quá em mua. Dạo này cao nhưng mà lúc trước chưa mua nữa hả? Lúc trước em mới về năm nay năm ngoái mà.
về Đắk Nông rồi mua đi để dành đó. Sao quá à? Ừ, thôi cố gắng ha. Ừ, nhà có đất đai gì không? Nhà đất à? Ừ, chị về nhà xây mấy hồi? Nhà nhà hơi dốc à. Dạ, sao cả là chị sự nhìn dưới đồ nè. Có đẹp là trên trên đồ nè. Ờ. Thì nó có một cái đất. Ừ. Nó có một chung là hai cái nhà. Ừ. Vậy thôi, vậy cũng được rồi. Rồi, cảm ơn Thanh. Ok rồi, về nhà làm giấy tờ đi ha. Có gì thì giờ chương trình